Dạ, em xin chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình em. Hôm nay em lén dẫn Tiểu Huệ đi ra ngoài được rồi nè mọi người. Bây giờ hai mẹ con em dọc đoạn đường rất là xa, đi qua cái siêu thị bên kia mới có bán hải sản á. Đây á, là lần đầu tiên em đi mua cua về cho con em ăn nè. Cả nhà mình muốn xem phản ứng của mẹ chồng em như thế nào khi bé được ăn cua. Thì bây giờ cả nhà mình cùng đi theo em đi mua cua nha. Do cái đoạn đường hơi xa, phía sau dẫn theo bé đó, cho nên em không có quay được cái đoạn đường đó mọi người. Bà cô chú đi con. Con chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Nì khang mama chơi liền. Nì khang mama chơi liền. Khang mama chơi chơi. Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Con đi mua cua ăn. Con đi mua cua ăn. Ừ. Con đi mua cua nè. Con đi mua cua. Ừ. Chào. Sao chị? Dầu. Cái siêu thị này nè mọi người, có bán rất là nhiều hải sản luôn á. Nhưng mà lâu lâu á thì em mới đi một lần chứ không có đi hoài. Với lại là đi ra đây thì cũng hơi xa. Thêm một cái nữa thì hải sản bán ở đây rất là đắt. Có thích ăn cua cua nào? Nǐ xiǎng qī shěn me huāng xiān? Ài, qī kān qī nà biān kān ge xiān you mei you? Na biān you, na biān mei you. Ma ma qī nà biān ma nǎ dōng xī lái mái. Guō jī, qī nà biān nǎ. À? Jī ge ma mái bù qǐ. Mẹ mua không có nổi đâu con. Qua đây đi. Coi. Đây cũng có hải sản mà đắt quá. Thôi đi qua đây đi con. Ở cái chỗ của em chỉ riêng biệt cái chỗ này là bán hải sản thôi. Còn những cái siêu thị khác thì thường không có bán đâu mọi người. Họ chỉ có bán đồ đông lạnh thôi à. Con này là con ghẻ đó nha, nhưng mà ở bên Trung Quốc người ta gọi là con cua. Bé nhà em nào giờ không có được ăn, không biết là mua về bé có ăn hay không. Em chỉ mua có 2 con à, mà ở đây thì họ bán 80 tệ một ký. Tính tiền Việt Nam của mình khoảng 260.000 tiền Việt Nam đó mọi người. Trời ơi, đắt dữ lắm chứ không phải là không đắt đâu. Cái quả sân sao bà? Làm cái phần chia à? Mua xong á, qua đây thấy có tôm nè mọi người. Em chọn tôm chết thôi. Em nghĩ đem về ăn liền chắc không sao đâu. Tôm sống thì 60 đồng 1 kg, còn tôm chết như vậy thì 30 đồng. Hôm giờ em lãnh lương từ TikTok á, với lại em đi làm dạo vòng vòng. Em chỉ chi phí lặt vặt này kia rồi gửi cho cha mẹ vậy thôi. Còn có dư ra thì em dẫn con bé Huệ đi ra ngoài ăn uống nè. Còn bữa nay là lần đầu tiên em đi mua hải sản cho Tiểu Huệ nó ăn á. Mỗi lần em cũng có cãi mẹ chồng, nhưng mà em chỉ mua thịt thôi chứ không có mua tính hải sản. Không biết mua về phản ứng của mẹ chồng em như thế nào nữa. Không biết bà vui hay là bà sẽ tức giận đây. Tao tôi suy tao sửa là giao nó một túi cây mà. Này con, gái, cầm nè. Nã, nã, nã. Thả hơi nã rồi. Cho. Ê, giá thao quá. Bây giờ em đi qua mua thêm đậu hũ nữa nè. Em định về nấu súp cho Tiểu Huệ nó ăn. Tại vì lần đầu tiên nó được ăn đó mọi người, cho nên là em sợ bé nhợn miệng. Em sẽ chế biến ra một cái món khác. Bà cô giao, bà cô giao cho cô rồi. Bà nói là bà sẽ để cho em miếng đậu hũ này 5 cắt thôi mọi người. Tại vì cũng còn có bao nhiêu đây à, là người ta đã bán hết đậu hũ rồi. Mua xong rồi Tiểu Huệ nhà em sẽ là người cầm nha, cầm hết luôn. Bây giờ hai mẹ con em sẽ đi ra ngoài tính tiền nè.
Cũng không có mua thêm bánh kẹo gì đâu cô chú ơi. Chị mua như vậy thôi là đi về rồi nè. Mua nhiều sách lùm tùm đây mất công mẹ chồng em lại không vui. Về nhà mất công bà rầm rầm. Đây. Qua đây thì Thu Ngân tính tiền xong rồi. Mua hết nhiêu đây chỉ có 38 đồng thôi. Cái lúc quay cái phiếu đó em lại quên lưu lại rồi đó mọi người. Cho nên là bây giờ chụp hình cho cả nhà mình xem thôi. Còn bà nội nè, em dẫn bé Huệ đi ra ngoài đó. Bà đi kiếm hồi nãy giờ. Thấy em trở về tới đây bà mừng hấm hết trơn á. Hả? Bà nội hỏi nó mà nó gật đầu lia lịa luôn đó. Bây giờ về thì em nấu cho bé nó ăn. Em cũng nấu như người ta vậy thôi, bỏ vô luộc này kia. Em thì em không có tài nấu nướng như nhà những chị em khác. Em chỉ nấu sơ sài thôi mọi người. Cho nên là có cái gì thì mọi người thông cảm cho em nha. Với lại qua đây cũng lâu năm rồi mà ít có nấu đồ ăn Việt Nam đó. Cho nên là em không có biết cách nấu. Còn cái cây nấm này nè là mẹ chồng em mua để xào ăn sáng đó. Bây giờ em cắt một miếng ra để nấu chung với súp. Bây giờ cua của em cũng luộc chín rồi nè. Nhà chồng em á không có ai biết ăn hải sản hết trơn á. Ở cái chỗ này của em nè, người ta cũng ít ăn cua lắm. Đa phần luôn là người ta không có biết ăn hải sản như là món ốc nè, cua nè, hoặc là con hàu này kia. Kể cả chồng em luôn mà, chồng em còn không biết ăn cái con này nữa đó. Không ăn được con hàu rồi con ốc này kia cũng không ăn luôn. Chồng em đến cái con tôm ăn còn không quen nữa đó mọi người. Em lột ra như thế này nè, rồi em sẽ nấu súp. Em sợ bé nó ăn không quen rồi mắc cổ quá mọi người. Em nấu món này cho bé, em sẽ bỏ xì dầu nè. Cho nên là cái màu nó hơi đỏ đỏ. Tại vì nhà em cũng không có ăn nước mắm nữa. Rồi cũng ít có những cái loại niêm gia vị này kia. Niêm nhiều quá em sợ mẹ chồng em không có cho bé ăn đâu. Cho nên là cứ niêm đơn sơ như vậy là được rồi. Em cũng nấu vừa đủ bé ăn vậy đó, cũng không có dư. Bữa nay là lần đầu tiên bé được ăn ngon lắm luôn đó nha cô chú. Để coi bé nó có chịu ăn cái món này hay không nè. Rồi đó, mẹ chồng em giận rồi đó. Ngày đó bấm điện thoại chứ không ra ăn cơm đâu. Còn tiểu Huệ nó giàu nó năn nỉ luôn mà còn không ra nữa nè. Bây giờ em với tiểu Huệ ăn cơm. Em mời cả nhà mình cùng ăn cơm với tụi em nha. Thầy xin lạc. Con nói với ông bà cô chú ăn ngon. Thầy xin phát hạ nhưng mà tầm mơ chua bắt đầu rồi. Thầy tầm mơ chua bắt đầu rồi. Thầy ra lạ đi à. Thầy chơi 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 tìm lên rồi. Nè, chơi bữa chơi phản xe mà. Tôi hư đâu rồi. Tôi là mẹ tôi hư đâu rồi. Cả nhà mình cũng biết là lý do tại sao em không mua đồ ăn là như vậy đó mọi người. Mua cua thì mẹ nói thịt nhiều thịt ít. Mua mắc mua rẻ này kia.
Còn mua tôm thì mẹ nói ăn hải sản nhiều nó bệnh. Còn mua thịt thì mẹ nói ở trong tủ lạnh có đó, mua làm gì. Mà thịt đông ở trong tủ lạnh thì có khi đông cả năm nữa. Làm dâu xứ người đó mọi người, không có dễ gì đâu. Em á, mẹ nói gì nói em im lặng là xong, em không có nói gì với bà hết á. Em bây giờ là cũng như lì rồi mọi người. Tiểu Huệ lần đầu tiên được ăn súp cua, ăn ngon lắm ông bà cô chú ơi. Cái kiểu này á, em phải cố gắng kiếm tiền để mua thật là nhiều đồ ăn cho con em, cho con em nó ăn nó biết. Con em á, nào giờ nó không có ăn cua, em tưởng đâu mua về nó không ăn luôn đó. Mà nấu ra cái nó ăn, em mừng ghê luôn. Ăn súp cua rồi ăn thêm đậu phộng rang nữa nè. Vậy là con em nó không có chê cái gì hết luôn á. Cái gì ngon ngon là bé Huệ ăn hết. Kiểu này á, đem về Việt Nam không có sợ đói đâu nha. Đem nó về Việt Nam chắc là nó ăn đã đời luôn nha mọi người. Tiểu Huệ dễ nuôi như vậy nè, đem về Việt Nam chắc ông bà ngoại thương dữ lắm. Bé Huệ em không có kén cái gì luôn á mọi người. Cho ăn cái gì ngon là ăn hết trơn à. Ăn mà còn quay qua khen ngon với em nữa nè. Bé Huệ ăn no rồi á, em dẫn vào đây để dạy tiếng Việt cho bé nè. Em cho bé nghe những cái bài nhạc thiếu nhi của Việt Nam mình á. Bé rất là thích nghe luôn đó mọi người. Huệ à, Huệ ơi, con coi cái gì vậy? Huệ ơi, con coi cái gì vậy? Video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ em đi dạy cho bé Huệ học tiếng Việt thôi, ông bà cô chú ơi. Còn có những video nào của em mà có sự sai sót hay là sai lầm gì thì ông bà cô chú cứ cho em một cái góp ý để em có thể làm tốt hơn. Em cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều. Và hẹn cả nhà mình ở những lần video tiếp theo. Em xin chào tất cả mọi người.